Chị Nguyễn Thị Thanh Bùi đến từ Phú Yên đã không giấu được niềm vui khi hai con gái của mình có mặt ở trại hè hạnh phúc này. Cả hai con đều không thể nhìn được sắc màu của những khối hình bằng gỗ. Nhưng khi các con phân biệt được những vật thể giống nhau từ mô hình, với chị đó đã là một niềm vui. Còn những trẻ em khuyết tật khác từ không quen biết nhau, thì khi đến đây đã gần gũi nhau hơn khi cùng tham gia những trò chơi tập thể. Hoặc chỉ là để ngồi lại, vẽ về những người bạn mới quen của mình. Đến đây tham gia gặp rất là nhiều bạn điếc mới, sử dụng ngôn ngữ ký hiệu, được nói chuyện với nhau rất là vui. Rồi em rất là mong muốn sẽ có thêm nhiều trại hè giống như vậy nữa. Mùa hè hạnh phúc là tên gọi của trại hè dành cho trẻ em khuyết tật đến từ 3 tỉnh Phú Yên, Bình Định và Kon Tum. Ở đây không có khoảng cách nào. Những hoạt động từ trại hè đã giúp các em khó khăn về vận động, ngôn ngữ, thị giác, thính giác xích lại gần nhau hơn. Điều đó có thể dễ dàng nhìn thấy được từ con tàu này, sản phẩm do các em vẽ cùng nhau. Từng mỗi một con tàu, các em đã tô, vẽ và viết lên ước mơ của mình. Niềm vui của các em cũng chính là niềm vui của những người cha, người mẹ khi thấy con mình hôm nay đã khác. Chúng ta thấy không, từ cái việc các em có thể hát, các em có thể nhảy, có thể làm những cái vẽ tranh, tất cả những cái điều đó đều mang một cái ý nghĩa rất lớn là nó sẽ giúp cho các em phát triển bộ não của các em nữa. Và nó sẽ kết nối được phụ huynh, học sinh với giáo viên, tất cả những cái sự đó kết nối, cái sự kết nối đó nó giúp cho các em học tốt hơn. Với những trải nghiệm thực tế bổ ích thiết thực đối với trẻ em khuyết tật tại trại hè này, sau hơn 2 năm bị chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, thì hy vọng rằng những hoạt động ý nghĩa từ những trại hè như thế này sẽ được duy trì để trẻ khuyết tật có nhiều hơn những cơ hội được hội nhập cộng đồng vì một tương lai bình đẳng và đầy đủ.